Ở cuối tập 10, chúng ta đã được Trần Phong và Hàn Ngọc Nhi phát cơm chó miễn phí. Mời các bạn cùng tôi tiếp tục ăn cơm chó ở tập này nhé. Để đúng là cái đồ lèo mép, miệng bôi mật à, ta mặc kệ để đấy. Ấy sư tỷ đừng đi mà, đợi ta với, ta còn có rất nhiều mật tồn kho cho tỷ hết này. Ta đã trà trộn vào càn nguyên tông lâu như vậy, cuối cùng cũng đã tìm thấy người giết chết công tử Lý Thiên Vũ của Lý Trưởng Lão rồi. Trần Phong, tên nhãi nhép này, dám động vào thanh mộc môn chúng ta. Chúc sơn phúc địa chính là chỗ chết của ngươi. Lúc này ba người Trần Phong, Hàn Ngọc Nhi và Hàn Trưởng lão đang chuẩn bị mở tiệc ăn mừng chiến thắng của Trần Phong. Phong nhi, Ngọc Nhi để các ngươi đợi lâu rồi." Hàn Sư Thúc hứng khởi bưng một con gà quay đi lên, giới thiệu với hai đứa, "Đây chính là món bá vương biệt kê cuối cùng, ái trà bữa cơm thịnh soạn quá nhỉ." Cảm ơn Hàn Sư Thúc đã đích thân xuống bếp. Ta thích nhất là thịt gà đấy, còn có mì trường thọ ta cũng rất thích ăn. Quá đã quá đã." sư tỷ thì ra tỷ cũng thích ăn mì à vậy thì để hôm khác sư đệ làm cho tỷ ăn nhé hờ ai nói ta muốn ăn mì của đệ làm chứ không thèm đệ làm nhất định rất khó ăn ha 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 phong nhi khuê nữ của ta là người hay nói lời dối lòng nói không thích ăn thì trong lòng chắc chắn là muốn ngươi nấu mì cho con bé ăn ngay bây giờ đấy ấy cha cha người nói linh tinh cái gì đấy ta như vậy hồi nào ha 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 hôm nay là ngày vui đương nhiên không thể thiếu vitamin gạo nếp này được Phong Nhi hôm nay uống với ta một chén đi. Sư thúc à. Ta chưa từng uống rượu. Không biết là có thể uống được bao nhiêu nữa. Nếu mà một chén đã bị say thì ngại quá. Không sao không sao. Uống được bao nhiêu thì uống. Miễn uống hết là được rồi. Uống là vui rồi. Ta sẽ không chúc say ngươi đâu. Dù sao hôm nay là một ngày vui nhân đôi. Bởi vì ngươi và Ngọc Nhi đã cùng vào top 10 ngoại tông mà. Ta cảm ơn người Hàn Sư thúc. Ủa cùng tiến vào top 10. Lẽ nào. Sư tỷ cũng đã vào top 10 rồi á. Trần Phong, để có ý gì đấy hả? Tốt nhất là hãy nói cho rõ. Không thì đừng trách ta ra tay độc ác. Dựa vào cái gì mà ta không vào được top 10 hả? Để đang coi thường ta đấy hả? Cảm thấy ta không có thực lực đó sao? Ây, ấy ấy ấy, để không có ý đó. Đệ chỉ là hơi ngạc nhiên mà thôi. Đây không phải là ngạc nhiên. Rõ ràng là đệ coi thường ta. Ta có thể vào được top 10 là chuyện bất ngờ sao? Ấy không sư tỷ, Ta không có ý đó. Thôi được rồi. Ngọc Nhi tha cho Trần Phong đi. Nói ra thì con có thể vào được top 10. Con phải cảm ơn Trần Phong nữa mà. Ủa Hàn Sư Thúc sao lại phải cảm ơn ta? Con không thành cảm ơn đệ ấy đâu. Do con tự đánh thắng người ta mà. Bởi vì tất cả các tuyển thủ giỏi của ngoại tông hầu như đều cùng nhóm với ngươi Trần Phong à. Cho nên đối thủ mà Ngọc Nhi gặp phải đều không có mạnh. Chính vì thế mà Ngọc Nhi đã thuận buồn xuôi gió lọt vào top 10. Cha à, lời này người nói thẳng thắn quá rồi đó. Tốt xấu gì người cũng phải giữ lại mặt mũi cho khuê nữ chứ. À thì ra là vậy sư tỷ may mắn thật đó một câu trả lời đi vào lòng đất của trần phong không khen người ta giỏi giang lại khen người ta may mắn thế này thì đáng ăn đấm rồi ồ thế à để nói thử xem ta may mắn ở chỗ nào nào hàn sư thúc ta cảm thấy may mắn cũng là một loại thực lực hơn nữa lại là một phần rất quan trọng ngọc nhi sư tỷ có thể lọt vào top 10. hoàn toàn là do tỷ ấy thể hiện thực lực rất tốt không hề liên quan gì tới ta vân vân và mây mây chỗ này lược bớt đi 10.000 chữ Trần Phong đúng là ông hoàng nịnh vợ. Ô thật sao? Trần Phong đệ cũng thấy thế à? đệ khen thế người ta ngại rồi đây này. Sư tỷ, Trần Phong lời nào cũng là thật lòng, không hề có nửa chữ dối trá. Trần Phong mồm miệng co quắp cố nói ra những lời này. Nói xong thì miễn cưỡng cười cười nhìn Hàn trưởng Lão. Ngươi đó ngươi chiều con bé quá rồi. Sư tỷ, đệ không ngờ thực lực của tỷ lại mạnh đến như vậy. Tối chúc sơn phúc địa tỷ phải bảo vệ để đó. Sư đệ yên tâm đi, có sư tỷ ở đây chúc sơn phúc địa không ai dám động tới đệ đâu sư tỷ đây chắc chắn sẽ không để đệ xảy ra chuyện gì đâu vậy nhờ cả vào sư tỷ chén rượu này ta kính sư tỷ rất tốt rất tốt sau này đệ cứ theo chân sư tỷ là được ha ha tình cảm của hai đứa ngày càng tốt rồi nha trần phong đệ uống một hơi nhiều thế không sao chứ trần phong lúc này đầu óc đã quay cuồng ợ ờ, ợ ờ. đệ không sao sư tỷ trần phong bất ngờ quay ra đưa tay vòng qua eo hàng ngọc nhi kéo Hàn Ngọc Nhi vào trong lòng. Mặt thì úp thẳng vào ngực Hàn Ngọc Nhi. Tôi mà là đạo diễn là cái khúc này là tôi cho anh em biết rồi đấy. Sư tỷ ta, ta có lời muốn nói với tỷ. Trần Phong đệ đang làm cái gì đấy? Mau buông ta ra. Cha ta còn đang ở đây đấy. Hà Ngọc Nhi ngại ngùng nhắc nhở Trần Phong. Ấy ta không có ở đây. Hai đứa cứ tiếp tục đi nhé. Ta đi ra ngoài có chút việc. Còn lâu mới về. He he. Mà này làm sao mà ta có thể bỏ qua được. Hàn trưởng lão thấp thoáng tại đằng xa nhìn trộm vào bên trong. Trần Phong đệ mau bỏ ta ra. đệ muốn nói gì với ta sao? Sư tỷ. Từ sau khi sư phụ mất đi, ở trong tông môn chỉ có tỷ và sư thúc không chê bai ta vẫn luôn chăm sóc cho ta. Nhiều năm như vậy rồi, ta vẫn luôn có một câu muốn nói với sư tỷ. Đó chính là, à. Trần Phong đệ mau nói đi. Sư tỷ, à, ta thích. Hắn sắp nói rồi. Cuối cùng hắn cũng nói rồi. Nói đi sư đệ nói to chữ cuối lên đi nào. Ta thích sao tự nhiên lại im re vậy? Nói tiếp đi sư đệ, lẽ nào hắn? Ngủ, ngủ mất rồi sao? Cái đồ ngu si này, vãi cái tên tiểu tử thối nhà ngươi, sao tự nhiên lại rớt mạng ngay lúc quan trọng này chứ? Không chịu tranh giành gì cả. Hàng Ngọc Nhi tức giận sôi máu, liên tiếp và bốp bốp vào mặt Trần Phong. Trần Phong đệ mau tỉnh dậy nói cho xong đi cho ta nghe nốt. Có loại người dễ say như đệ sao? Nam nhân thối tha, ngủ rồi thì hôm nay cũng phải nói cho nốt chữ cuối cùng ra cho ta. Nói mau lên. Hà Ngọc Nhi tiếp tục liên hoàn và vào mặt Trần Phong. Trần Phong trong cơn say mê sảng nói ra. Sư phụ ta thắng rồi. Người nhìn thấy rồi sao? Ngay cả trong mơ cũng phải gánh vác áp lực như này sao? Trần Phong đệ ấy. Đệ ấy nhất định rất mệt nhỉ. Vậy ngủ một giấc ngon lành đi nha. Đù má vừa mới và người ta xong. Bây giờ lại một mảnh tâm trạng ngay cho được. Đúng thật là phụ nữ khó hiểu quá đi anh em ạ. À. Trần Phong sau này ta sẽ không để cho đệ xảy ra chuyện gì nữa. Có lẽ đệ cho rằng ta đang nói đùa nhưng ta thật sự rất nghiêm túc. Đệ trước kia phải chịu nhiều khổ sở như vậy, ta sẽ không để cho đệ phải chịu khổ nữa, ta sẽ bảo vệ đệ. Cho dù phải dùng cả tính mạng này của ta, thời gian qua đi, sáng ngày hôm sau Trần Phong lúc này đã giật mình tỉnh giấc sau cơn say. Tối qua ta uống say rồi sao, chẳng nhớ được điều gì cả. Đầu sao vẫn còn ong ong thế này, hơn nữa cứ cảm thấy mặt bị tê tê đau đau, hóa ra uống rượu xong người lại mệt như vậy. Đây là bị ăn và xong đau chứ rượu nào nó hành như vậy. Lúc này Trần Phong gặp lại Hàn Ngọc Nhi. Trần Phong tối qua đệ ngủ có ngon không? Hàn Ngọc Nhi thì cô ấy tối qua thao thức cả đêm chẳng có nghỉ ngơi gì. Tiểu tử này. Tối qua ngươi một chén đã say. Tử lượng này cần phải được nâng cao lên nhé. Đúng thế tốt xấu gì cũng phải nói xong một câu đó đã rồi mới ngủ được chứ. Ấy khiến sư thúc sư tỷ chê cười rồi. Trên mặt của Trần Phong lúc này vẫn còn hằn vết son môi của Hàn Ngọc Nhi. Ơ Trần Phong, trên mặt của người có dính. Hàn trưởng lão chưa kịp nói hết câu thì Hàn Ngọc Nhi đã nhanh chóng phi đến chỗ Trần Phong, lấy lý do là có con mũi và cho Trần Phong một cái và trời dáng, nhanh chóng lấp liếm chùi đi vết son trên má Trần Phong. Ấy sư tỷ, ta, ta lại nói sai gì rồi sao? Hàn Ngọc Nhi vội cười trừ che đi sự xấu hổ. Ha 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 không có gì, đừng để ý ta chỉ giúp để đuổi mũi mà thôi. Đập mũi có cần mạnh tay thế không? Mặt của ta biến dạng mất rồi. Cái gì chứ? Do con mũi nó to quá đấy. Hình như mình có vẻ ra tay hơi quá. Trần Phong đệ có còn nhớ tối qua đã nói gì với ta không? Hả? À, tối qua ta có nói gì sao? Ta biết rồi. Tối qua ta chắc chắn đã nói sẽ phát huy hết mình ở Trúc Sơn Phúc Địa. Khiến cho sư thúc và sư tỷ nở mày nở mặt có đúng không nào? He he đáp án này chắc chắn là đúng. Ai ngờ đâu? Hàn Ngọc Nhi nghe xong lại tức giận. Cái đồ đầu gỗ. Đồ thằng nam. Ta mặc kệ đệ. Hả? À, ta lại nói sai gì sao? Sư thúc. Xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào ta không nói những câu này? ha ha phong nhi ngươi đừng nghĩ nữa đi đi đến lúc lên tới đoạn tiễn phong rồi tông chủ muốn dặn dò các ngươi một vài chuyện nếu tới muộn sẽ mất đi tư cách tới trúc sơn phúc địa đấy sư thúc ta muốn đi bái tế sư phụ trước rồi sẽ tới đoạn tiễn phong ngay người cùng sư tỷ cứ đi trước đi ừ, cũng đúng nếu như báo cho sư phụ ngươi chuyện vui ngươi đại diện tông môn tham gia thi đấu yên thanh vũ huynh ấy chắc chắn sẽ rất vui đi sớm nhanh rồi đến tụ họp đừng để trễ giờ nhé sư thúc người yên tâm ta biết rồi ta đi ngay đây thanh vũ đợi trận đấu kết thúc ta sẽ đi tìm ngươi uống một trầu không vì chuyện khác chỉ vì đồ nhi tốt này của ngươi trần phong vừa rời đi thì từ phía xa có hai người trần phong hán và hàn tông tách nhau ra rồi cơ hội tới rồi chúng ta mau hành động thôi lúc này trần phong đã đi tới bên ngôi mộ của sư phụ mình gió xe lạnh hoàng hôn buồn man mác vu lan về tan nát cõi lòng con bóng người đâu trong những lúc thu về con nhớ lắm tình sư đồ ấm áp người trao Sư phụ, Phong Nhi tới thăm người đây. Đồ Nhi đã được vào danh sách 10 đệ tử đầu tiên trong bảng ngoại tông rồi. Hôm nay Đồ Nhi còn được đại diện cho tông môn đi tham gia trận đấu tam tông của trúc sơn phúc địa. Sư phụ Đồ Nhi không khiến người mất mặt chứ? Đồ Nhi bây giờ đã là hậu thiên thất trọng cảnh rồi, cũng học được vài sát chiêu. Có thể đấu với cường giả hậu thiên cửu trọng cảnh, không còn ai dám tùy ý bắt nạt Đồ Nhi nữa. Còn có sư thúc và sư tỷ hai người đó vẫn vô cùng chăm sóc cho đồ nhi như xưa tất cả đều tốt cả đều tốt lắm nhưng đồ nhi vẫn rất nhớ người sư phụ giá như người còn sống thì tốt biết mấy trần phong xúc động nhớ tình thầy trò khi xưa mà nước mắt cứ thế tràn ra trần phong yên lặng quỳ một hồi lâu bên mộ của sư phụ yên lặng được một lúc thì trần phong cũng mở lời nhắc nhở hai tên đi theo mình từ bên trong tông môn ra đến đây hai người các ngươi ra đây đi ô phát hiện ra chúng ta rồi sao phế vật như ngươi cũng mạnh hơn chúng ta tưởng đó hai tên này chính là hai đệ tử nội môn, dưới trướng của nhiễm ngọc tuyết, nhiễm ngọc tuyết phái các ngươi tới sao? đúng thế nhiễm trưởng lão đưa tiền bảo chúng ta giữ chân người, khiến không kịp tới đoạn tiễn phong và liền mất đi tư cách tham gia thi đấu. đương nhiên nhiệm vụ của chúng ta là muốn ngươi không đi được tới đoạn tiễn phong, mà ngươi chết đi thì nhiệm vụ chắc chắn sẽ hoàn thành. lại là nhiễm ngọc tuyết, năm lần bảy lượt ả ta muốn lấy mạng của ta, sư phụ đồ nhi hôm nay không đem rượu thì tới, đúng lúc dùng máu của hai tên này để tế bái người liệu Trần Phong có kịp đến đoạn tiễn phong để tham gia chúc Sơn Phúc Địa hay không? Và Trần Phong sẽ xử đẹp hai tên đệ tử nội môn này như thế nào chúng ta cùng đón xem vào tập tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Tập 11 xin kết thúc tại đây. Một like, một đăng ký kênh của các bạn chính là động lực to lớn để mình ra video nhiều hơn. Cảm ơn tất cả mọi người đã yêu quý mình.